Thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về cái phần thuốc ngừa thai. Trước khi học thuốc ngừa thai thì mình phải vượt qua cái kiến thức về menstrual cycle, có nghĩa là một cái chu kỳ kinh. Một cái chu kỳ kinh, menstrual cycle thì nó bao gồm có follicular phase và luteal phase. Cái follicular phase, thời gian của nó không có cố định. Đối với những người có kinh đều 28 ngày thì follicular phase nó là 14 ngày. Còn đối với những người mà kinh không đều, 2-3 tháng nó kinh một lần thì cái follicular phase nó rất là dài. Còn luteal phase chính xác của nó là 14 ngày. Có nghĩa là từ cái ngày rụng trứng cộng thêm cho 14 ngày thì ta sẽ tới cái ngày hành kinh. Gonadotropin releasing hormone là những cái hormone được tiết ra bởi anh hạ đồi. Nó kích thích thì chứa tiếng nghiêng tiết ra hai hóc môn, đó là FSH và LH. Để cho dễ học thì ở nam mình học SSH là LH, có nghĩa là FSH kích thích tế bào sạc tô ly sinh ra tinh trùng và LH kích thích tế bào Leydig tạo ra testosterone. Còn ở nữ thì FSH nó làm cho các cái nang trứng phát triển, còn LH thì làm cho rụng trứng. Estrogen là một cái hóc môn, nó làm cho tăng sinh cái động mạch tử cung, tạo ra cái đỉnh LH và từ đó làm rụng trứng. Còn progesterone là, để cho dễ học thì mình học progesterone, mình nhớ là progestation, có nghĩa nó là một cái hóc môn để chuẩn bị cho cái chuyện mang thai. Khi cái progesterone nó thấp thì cái khả năng mang thai nó thấp. Trong hình này ta thấy là FSH nó làm cho các cái nang trứng phát triển và các cái nang trứng này tiết ra estrogen. Khi phóng nõn thì các cái nang trứng chỉ còn thì nó biến thành cái hoàng thể tiết ra progesterone. Thuốc ngừa thai thì có hai loại, mình học hai loại, đó là loại thứ nhất là progestin. Cơ chế tác dụng nó là gắn vào các cái thụ thể của progesterone để làm giảm tăng trưởng nội mạc tử cung, làm tăng sinh mạch máu và làm dày cổ tử cung. Loại thứ hai là loại thuốc ngừa thai kết hợp, nó bao gồm có progestin và estradiol. Có hai cơ chế tác dụng, cơ chế thứ nhất là progestin và estradiol nó tạo ra cái phích bế tông làm giảm LH và FSH thì không có đỉnh LH, tức là không có rụng trứng. Cái cơ chế thứ hai là progestin nó chống lại thằng progesterone, nó làm cho cái nội mạc tử cung không phù hợp để làm tổ, nội mạc tử cung không được chuẩn bị để làm tổ. Và làm dày cổ tử cung, có nghĩa là chặn đường của tinh trùng, dẫn đến cái chuyện là ngừa thai. Xin hết.